Một bản báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam do Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thực hiện đã đưa ra cảnh báo tình trạng thiếu năng lượng của thanh niên Việt Nam trong độ tuổi 20-24 là 22,9%, trong đó nam thanh niên là 17,2% và nữ thanh niên là 27,7%. Về sức bền chung và chỉ số công năng tim trong vận động, thanh thiếu niên của Việt Nam xếp loại rất kém so với thanh thiếu niên Nhật. Như vậy, tố chất thể lực, đặc biệt là sức bền và sức mạnh của thanh niên Việt Nam được xếp vào mức kém so với chuẩn quốc tế. Một chỉ số quan trọng nữa là chiều cao trung bình thanh niên Việt Nam cũng rất khiêm tốn so với các nước cùng khu vực. Dẫn đến thực trạng nói trên có phần tác động không nhỏ của việc triển khai bộ môn giáo dục thể chất trong nhà trường. Hiện giáo dục thể chất chưa được quan tâm đúng mức từ phía gia đình, nhà trường và xã hội. Chính việc xem nhẹ bộ môn này trong suốt các cấp học đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể trạng, sức khỏe của trẻ, gây mất cân đối, hài hòa giữa phát triển trí tuệ, thể chất và nhân cách học sinh. Giáo dục thể chất cần làm thế nào cho chất sẽ là câu chuyện của Cà phê sáng ngày hôm nay. Và câu chuyện đó của chúng tôi sẽ được tiếp nối với một khách mời rất là quen thuộc với Cà phê sáng. Có lẽ đầu tiên là chúng ta phải chia sẻ cảm xúc khi mà lắng nghe những cái con số vừa rồi đúng không ạ? Cùng với những thông tin rất buồn, rất đáng buồn, rồi tình trạng thiếu năng lượng vân vân. Những con số làm chúng ta không hề cảm thấy hứng khởi một chút nào khi mà nói đến việc giáo dục thể chất ở học đường. Thế còn chuyên gia Trần Thành Đan thì sao? Anh cảm thấy việc giáo dục thể chất hiện nay ở trong học đường đã đúng chất chưa ạ? Vâng, chúng ta cũng nhìn thấy những cái con số thể hiện rằng là có thể giáo dục thể chất chưa được đặt đúng cái vai trò vị trí của nó, cho nên là cũng chưa thể hiện được hết cái chất của giáo dục thể chất. Ở trong nhận thức chúng ta vẫn còn thiếu, nghĩ rằng giáo dục thể chất nó giống như là môn thể dục thôi. Và giáo dục thể chất ở đây thì nó được xem là một cái môn phụ. Mọi người dường như là chú ý đến những cái môn mà để các con có thể thi được lên cấp hoặc là tập trung vào những các cái học phần mà để về sau là độ đại học thôi. Thế vì vậy cho nên là chúng ta nhìn thấy là bản thân học sinh cũng nhiều lúc lười vận động, lười tham gia các môn thể thao, và phụ huynh thì cũng sẽ ưu tiên cái thời gian cho những cái môn học khác chứ không phải là vận động. Thứ hai nữa, chúng ta nhìn thấy là bản thân cái môn thể dục thể thao và giáo dục thể chất này nó cần có không gian, nó cần có rất là nhiều công cụ, thì với cái hiện trạng mà đặc biệt ở trong các cái đô thị thì lại thiếu không gian, cho nên là cơ sở vật chất cũng thiếu, không gian cũng thiếu. Và có nhiều những cái rào cản khác nữa liên quan đến cả ví dụ như là phương pháp của người giáo viên giáo dục thể chất. Đôi khi chính người giáo viên giáo dục thể chất cũng chưa ý thức được cái vai trò của mình. Và vì vậy cho nên là giáo dục thể chất ở trong nhà trường nhiều lúc lại còn nói rằng hình như mới đang chỉ giáo dục ở trên giấy, chưa được thực sự cho các em tham vào ra vào các cái hoạt động mà phù hợp với cái sở thích cá nhân hóa của các em. Vâng, tức là cái kết quả này có được do cả nguyên nhân chủ quan từ phía các em và gia đình, rồi là cha mẹ, cả những nguyên nhân khách quan đến từ cả điều kiện và cả những cái tư tưởng cũng như là cách giáo dục của chúng ta nữa, đúng không ạ? Thế thì một lần nữa chúng ta lại phải nhắc nhớ cho các bậc phụ huynh, rồi cả các em nữa, rồi cả nhà trường nữa, tác dụng của việc giáo dục thể chất và làm sao để việc giáo dục thể chất thực sự đảm bảo ở trong nhà trường khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường ạ? Thực ra là giáo dục thể chất ở đây là một cái nền tảng để xây dựng cái sức khỏe cũng như là thể lực cho con em mình. Và nó là một trong những cái thành tố rất quan trọng của cái mô hình giáo dục toàn diện. Tức là đầu tiên là phải thân thể khỏe mạnh đã, tâm trí cũng luôn luôn là cân bằng, và cuối cùng là cái năng lực trí tuệ có thể tạo ra, biến được những cái tri thức trở thành những cái giá trị trong cuộc sống. Và thứ hai nữa là ở đây giáo dục thể chất nó không phải chỉ là tập một cái môn thể thao nào đấy, mà nó phải là giúp cho các em có được cái niềm vui trong vận động. Và bên cạnh đó nó cũng là một cái cách thức để giáo dục về tất cả các cái kỹ năng mềm. Tại vì khi mà tham gia các cái trò chơi tập thể, nó rèn luyện luôn cho cả các em cả các cái kỹ năng xã hội. Chúng mình nhìn thấy bây giờ là trẻ không có cái tính kiên cường và vượt khó cũng vì là chúng ta lười tham gia vận động và thể thao. Thông qua các cái môn thể thao trải qua rất là nhiều những cái lần là thất bại, rồi có những cái lần mà chưa được thành công như mong đợi, thì mình cũng rèn luyện cái tính bền bỉ, rồi là vươn lên chịu đựng vượt khó của mình. Và chúng ta cũng cần phải biết đấy, khi mà cuộc sống càng ngày càng stress thì có một cái cách thức tốt nhất để đốt cháy các hormone gây stress là những cái vận động ra mồ hôi. Mà đặc biệt là nếu mà các cái môn thể thao, những cái môn vận động lại cùng có được cái sự hứng khởi khi chia sẻ với cả bạn bè, nó là một cái cách thức để giảm stress hiệu quả nhất, giúp chúng ta cân bằng lại sau những cái giờ học căng thẳng hoặc là về sau là những cái công việc
Vâng, hiệu quả của việc tập thể dục thể thao thì có lẽ là chúng ta nghe nhiều rồi, chúng ta được tiếp thu rất nhiều rồi, thậm chí trên sách vở cũng nghe nhiều rồi đúng không ạ? Rồi ngày nào chúng ta cũng nghe, thậm chí là bố mẹ nhắc là tập thể dục đi, vận động đi vân vân. Nhưng mà nhiều người vẫn có cảm thấy là cái sức ỉ nó không hề nhỏ một chút nào. Thế thì bây giờ chúng ta lật ngược lại vấn đề đi ạ. Nếu việc tập thể dục thể thao nói chung và việc giáo dục thể chất trong học đường nói riêng không hiệu quả thì nó sẽ mang đến những hậu quả gì ạ? Chúng ta nhìn thấy những cái thông tin đầu của cái phần trao đổi này cũng đã chỉ ra một số những cái hệ lụy rồi. Nền tảng thể lực của các em học sinh yếu đi. Rồi thậm chí là các bạn học sinh càng ngày càng lười vận động. Và khi mà lười vận động thì cái kỹ năng cũng có thể là yếu hơn. Chúng ta cũng nhìn thấy những cái tỷ lệ béo phì ở những cái bạn học sinh bây giờ cũng tăng cao rất là nhiều. Các cái vấn đề mà có thể đấy liên quan đến lưng rồi cột sống rồi là mắt. Đến rất là sớm đúng không ạ? Đến rất sớm do là chúng ta chỉ có ngồi yên một chỗ và chúng ta gọi là nhìn tương tác với cả màn hình thôi. Vậy thì tóm lại chúng ta sẽ chỉnh lại một chút điều gì ở đây ạ? Trong suy nghĩ, trong hành động của cả các em, các bạn học sinh và cả phụ huynh gia đình nữa ạ? Có lẽ là đầu tiên là ở trong nhận thức phải trả lại cái vị trí xứng đáng cho cái môn giáo dục thể chất này. Phải xem nó giống như là một cái nền tảng quan trọng để tạo ra những cái hạt mầm cho tương lai phát triển toàn diện của những bạn học sinh. Thứ hai nữa thì chúng ta cũng cần phải có nhiều cái ý tưởng sáng tạo để mà huy động những cái vốn xã hội hóa trong cái việc đầu tư vào cơ sở vật chất cho cái hoạt động giáo dục thể chất. Cái thứ ba nữa là cũng cần phải tăng cường cái chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục thể chất. Họ không phải chỉ có dạy một cái môn vận động mà họ phải hiểu được cả về nền tảng thể lực rồi dinh dưỡng và rất là nhiều những cái chính sách khác cũng như kiến thức khác để giúp cho các em có được cái niềm vui trong vận động. Họ phải sáng tạo hơn trong những cái hoạt động mà thậm chí không cần nhiều không gian và cơ sở vật chất, chỉ cần vận động với cơ thể của mình hoặc những dụng cụ đơn giản thôi để có thể có cái niềm yêu thích và chia sẻ những cái cảm xúc trong cái quá trình vận động, tham gia những cái hoạt động rèn luyện thể lực. Vâng, chúng ta trên màn hình thì vừa thấy những cái hình ảnh tập luyện thể dục thể thao ở rất nhiều những không gian môi trường khác nhau. Những cái điều chung đấy chính là cái tinh thần phấn chấn, nụ cười và cái sức khỏe cả về thể chất và tinh thần của những người luyện tập thể thao nữa. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng một lần nữa khơi dậy cái tinh thần đó trong số những khán giả đang theo dõi Cà Phê Sáng. Cảm ơn nhau chuyên gia của chúng tôi rất nhiều. Và chúng ta thường hay nghe với nhau và cũng chia sẻ với nhau rằng chúng ta sẽ không thể có được một tâm trí hay là một tâm lý khỏe mạnh nếu chúng ta không có một thể chất khỏe mạnh. Chúng tôi hy vọng rằng những khán giả của chúng ta sẽ luôn luôn vận động này, thể dục thể thao ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để chúng ta giữ được cho mình một thân thể và tâm trí khỏe mạnh.